Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với bà Lê Thị Thu Hường, người tự xưng mẹ Hường, về hành vi tàn trữ xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm. Trước đó, đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ trên 500 cuốn sách không rõ nguồn gốc tại các am thờ do bà này tự lập ra. Được biết, bà Hường đã lợi dụng lòng tin của người dân, lôi kéo đến chữa bệnh bằng nước lã theo hình thức mê tín dị đoan. Ba đối tượng giả danh công an chặn xe người dân kiểm tra giấy tờ gây xôn xao mạng xã hội vừa qua đã được xác minh. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 200.000 đồng đối với ba đối tượng này. Trong đó có một đối tượng còn bị phạt 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Trọng, 37 tuổi, 17 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, lúc Trọng về thăm cha mẹ, mâu thuẫn gia đình đã xảy ra. Khi thấy cha đi về hướng nhà bếp, nghĩ rằng cha vô lấy rựa để chém mình, nên Trọng đã nhặt một cây gỗ đuổi theo, đánh mạnh hai cái vào đầu khiến cha Trọng chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu. Cuối cùng Trọng đã ra đầu thú. Ba nam thanh niên chở nhau trên xe máy hiệu Exciter chạy trong làn ô tô trên đường D1 khu công nghệ cao ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã va quẹt với xe tải chạy cùng chiều. Tai nạn khiến cả ba người ngã đập đầu xuống đường, trong đó có một người chết tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng. Được biết, ba nam thanh niên đều là công nhân, vừa đi nhậu về thì xảy ra tai nạn. Danh tính nam thanh niên tử vong được xác định là Võ Thành Trung, 25 tuổi, quê Gia Lai. Liên quan đến vụ việc nhà sư Lê Văn Thành, 31 tuổi, tu tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đập phá xe ô tô của người đi đường. Đại diện chùa khắc Sắc Tứ Khải Đoan cho biết đã đưa người này vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị. Việc dùng gậy đập vỡ kính, làm hư hỏng xe của một người dân trên đường, cũng như lời lẽ đòi đánh chết đối phương của nhà sư này đã được nhiều người cho là phản cảm, không phù hợp với tâm tính của một người tu hành. Theo Thượng tọa Thích Hải Thông, Phó Chủ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan, Lê Văn Thành tu ở chùa đã hơn 10 năm và có pháp danh là Đại Đức Thích Minh Truyền. Trong quá trình tu hành, Thành có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý, được nhà chùa đưa đi khám và lấy thuốc về cho uống thường xuyên. Thời gian gần đây, bệnh của Thành nặng hơn nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Sau khi bị công an mời lên lấy lời khai, nhà chùa đã đến xin bảo lãnh cho Thành về lại chùa. Đại Đức Thích Minh Truyền có cái biểu hiện là từ 2010 là anh bị một lần rồi. Đến 2016 là bị một lần. Thì cũng nhẹ thôi. Nhưng mà bắt đầu từ năm ngoái đến năm nay là bắt đầu nặng. Nhẹ có nghĩa rằng là anh có nói nhảm, anh có chửi bậy. Nhưng mà cái lý trí anh có. Còn bữa nay thì càng ngày càng nặng thì anh lại sinh ra nhiều cái chuyện nóng tính. Sau khi mà lời khám thì bác sĩ bé nói là thầy là bị tâm thần đa nhân cách đã lâu rồi. Cũng theo Thượng tọa Thích Hải Thông, trong quá trình tu tại chùa, Thành có nhu cầu và được nhà chùa cho đi học tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau khi học đến năm thứ ba thì Thành có những biểu hiện bất thường về tâm lý nên phải nghỉ học. Chỉ chưa đầy trong nửa tháng đã liên tiếp xảy ra hai vụ thùng container nặng hàng chục tấn bị rớt, đe dọa tính mạng người đi đường tại Bình Dương. Trên đường DT746 đoạn qua thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, một xe đầu kéo khi ôm cua rẽ trái thì thùng container rớt xuống đường. Dù trong giờ cao điểm nhưng may mắn là không ai bị thương. Trước đó, tại ngã tư đường Lê Hồng Phong, Đặng Văn May thuộc thị xã Dĩ An, một xe container khi ôm cua cũng đã làm văng thùng container xuống đường. Công an thành phố Vinh, Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc liên quan đến vụ chiếm đoạt hàng trăm tài khoản ngân hàng của khách hàng Việt Nam. Qua điều tra, ban chuyên án đã bắt giữ 3 nghi phạm tại một khách sạn. Tang vật thu giữ gồm 333 thẻ ngân hàng. Thủ đoạn của các nghi phạm này là gắn các thiết bị điện tử vào máy ATM để đánh cắp thông tin tài khoản phục vụ cho việc làm giả thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ ẩu đả tại chung cư Goldview, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, tài xế ô tô tông thẳng vào xe máy khiến bảo vệ phải rút súng, công an đã có thêm thông tin. Việc bảo vệ rút súng đó là súng công cụ hỗ trợ được cấp phép sử dụng. Người rút súng là đội trưởng đội an ninh bảo vệ tòa nhà. Vì không hòa giải được hai bên nên người này đã đưa súng lên trời nhằm giải tán đám đông chứ chưa hề nổ súng như trên mạng đưa tin. Trước đó, mâu thuẫn xảy ra giữa Huỳnh Đức Thọ, 28 tuổi sống tại chung cư Goldview và gia đình Hồ Phương Tâm, 26 tuổi tại chung cư này. Tâm dùng dao đâm trúng ngực và hông Thọ gây thương tích. Một lúc sau, Thọ lái ô tô từ phía sau tông thẳng vào xe máy của cha mẹ Tâm, làm cả hai ngã xuống đất bất tỉnh. Công an quận 4 đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra làm rõ vụ việc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Võ Phước Hậu, 48 tuổi,
để tiếp tục điều tra về hành vi dâm ô với bé 9 tuổi. Trong lúc có rượu, Hậu đã dụ dỗ và thực hiện hành vi dâm ô với cháu Ca ở gần nhà. Ca về nhà kể lại sự việc cho mẹ và mẹ Ca đã trình báo công an. Tại cơ quan công an thị trấn Phú Hòa, Hậu đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.